Vâng, xin chào quý khách hàng, lại là em đây ạ. Hôm nay thì em đang đứng giữa hai cái bộ tranh phú quý mà đang làm mưa làm gió tại xưởng của bên em. Tuy nhiên thì hôm nay sẽ làm một cái video review với một cái chủ đề hoàn toàn mới. Đó là một chủ đề, đó là so sánh hai cái bộ tranh phú quý này của mình. Tại sao ạ? Bởi vì anh chị có thể nhìn thấy cái bộ tranh này của mình nó khá giống nhau. Tuy nhiên là giá trị của nó lại chênh nhau đến 4 triệu một bộ. Vậy thì hãy cùng em đi vào chi tiết xem là tại sao nó có những cái điểm gì mà nó chênh nhau đến tận 4 triệu một bộ. Thì hãy cùng em đi vào khám phá chi tiết anh chị nhé. Ở vâng, trên màn hình của quý anh chị đang là hai bộ tranh tứ quý đấy ạ. Ok, thì hiện tại thì em xin phép là được nói về cái đặc điểm đầu tiên, đó là đặc điểm giống nhau trước đi ạ. Thứ nhất là bộ tranh này của mình đều được làm từ chất liệu là gỗ hương đá. Thì mọi người biết là gỗ hương đá thì là một trong những cái dòng gỗ là cực kỳ đẹp đúng không ạ? Cực kỳ đẹp, cực kỳ bền và rất là nhiều vân. Ok, tuy nhiên vậy thì tại sao nó lại chênh nhau đến 4 triệu trong khi là hình dáng của nó lại giống nhau như thế này? Thì hãy cùng em đi vào những cái điểm khác biệt đầu tiên nhé. Đầu tiên đó là kích thước ạ. Ok, kích thước của bộ bên này thì em sẽ tạm thời gọi là một bộ rẻ hơn và một bộ đắt tiền hơn đi ạ. Bộ rẻ hơn của mình thì hiện tại thì nó sẽ có kích thước là 1m27, rộng 40 và dày 5 phân. Còn bộ bên này là bộ đắt tiền hơn thì nó sẽ có kích thước là 1m27, rộng 42 và ván là dày 5 phân rưỡi. Ok, nếu mà để nói mà kích thước khác nhau mà giá nó chênh nhau nhiều đến như vậy thì không đúng đúng không ạ? Nó không thể chênh nhau nhiều đến như vậy được. Vậy thì nó có cái điểm gì thì em xin thưa đó là về cái tiền công đục. Tức là cái tiền công đục của cái bộ đắt tiền hơn bên này là em thuê nó chênh so với bộ này rơi vào tầm khoảng 4 triệu tiền công đục. Vậy thì hãy cùng em đi vào khám phá chi tiết xem nào là có đáng hay không nhá. Có đáng để đầu tư 4 triệu này để mình sở hữu bộ tranh này hay không nhá. Cái đặc điểm đầu tiên mà quý anh chị có thể nhìn đó là mình sẽ nhìn nhận theo một cách gọi là mình sơ sơ. Nếu mà anh chị mà không phải trong nghề mà mình chưa phát hiện ra thì em có thể hướng dẫn các anh chị có là cái cách nhận biết sơ sơ. Đó là cái bộ đắt tiền hơn của mình, mọi người có thể nhìn thấy là tấm nào cũng sẽ có một cái ông mặt trời nho nhỏ bên trên. Đó là cái điểm mà khác nhau, đúng chưa? Đó là cái điểm khác nhau đầu tiên mà mình có thể đập ngay vào mắt mình được. Vậy thì sau đây đấy, cùng em đi vào chi tiết là cái cảnh đục của từng tấm. Đây là hai tấm tùng của hai bộ ạ. Vâng, mọi người có thể nhìn thấy không ạ? Đó, em sẽ lướt một vòng camera để anh chị có thể nhìn rõ hơn nhá. Đó, thấy chưa? Đó, để mọi người có thể, đây là đánh giá cái sự so sánh của mình anh chị nhá. Đó, ok, vậy thì bây giờ đây, để đi vào chi tiết thì em sẽ quay gần hơn. Là thứ nhất là cái cảnh tùng bên này thì mọi người có thể thấy đây, ok, về cái độ kênh bong thì mọi người có thể xem là có những cái video trước của em đã quay rất kỹ rồi. Đây, tức là nhìn những cái tán tùng của mình như này, những cái tán tùng đây là nó ngửa ra, đây là ngửa ra, thì những cái tán tùng ngửa ra như này thì mình thấy cực kỳ là thông dụng ở những cái bộ tứ quý. Tuy nhiên mọi người thấy cái tán tùng ở bên này, đây là những cái tán tùng được hất lên, hất lên như này là chỉ có những cái bộ tranh mà cực kỳ là vip, cực kỳ là vip thì mới có cái tán tùng như vậy thôi. Đó là cái đặc điểm đầu tiên. Cái đặc điểm thứ hai đấy, mọi người nhìn thấy cái phần gốc tùng, ok, gốc tùng nào cũng được di sần cực kỳ kỹ đúng không ạ? Gốc tùng nào cũng được di sần cực kỳ kỹ. Tuy nhiên cái dáng sần của hai bên thì nó sẽ hoàn toàn khác nhau. Đó, thì theo đánh giá thì chắc chắn là cái tấm này của mình thì nó cái phần sần của nó sẽ đẹp hơn rồi đúng không ạ? Nhưng mà tuy nhiên cái này thì em sẽ để cho các quý anh chị để tự ngắm nhé, vì đây sẽ là đánh giá của cá nhân em thôi. Còn tiếp theo đó là mọi người có thể nhìn thấy, để ý hai hình ảnh của hai chú cò đấy ạ. Đây, vâng, nếu mà để một bộ này thì mình thấy nó kênh bong cực kỳ đẹp rồi đúng không ạ? Nhưng tuy nhiên để mà sinh động, để mà đẹp như cái bộ này thì nó chắc chắn là nó không thể bằng được rồi đúng không ạ? Bởi vì cái bộ này của mình thứ nhất nó được kênh bong rất là nhiều. Đó, bởi vì sao em lại tốn thêm 4 triệu để em thuê được cái bộ này, tốn thêm đúng chưa? Đó, được chưa? Và cái tiếp theo đây, cái tảng núi á, tảng núi bên này mọi người có thể thấy là nó chỉ là những cái vệt ở đây, đó là những cái vệt gọt nhẹ thôi. Đây, đó. Tuy nhiên bên này của mình, đây cái mỏ núi của bên mình, mọi người thấy không ạ? Nó được tỉa rất là sâu luôn, cái hình dáng núi nó cực kỳ thật, cực kỳ sống động. Và tiếp theo đó là một cái điểm khác to đùng nữa, đó là cái phần đất bên dưới á. Phần đất bên dưới thì mọi người có thể thấy ở đây là em sẽ có những cái phần lép đục nhẹ thôi. Tuy nhiên mọi người nhìn phần đất bên này đi ạ, thấy không ạ? Đó là những cái phần mà phần gọt vô cùng là dày, tạo cái điểm nhấn cực kỳ là nổi bật. Đó là ngay cái tấm đầu tiên là quý anh chị đã thấy là có những cái điểm cực kỳ là khác nhau rồi. Vậy thì bây giờ đi vào chi tiết của cái tấm thứ hai nhé. Vâng, đây là hai tấm cúc của hai bộ ạ. Tuy nhiên hai cái tấm cúc này thì em cảm giác là nó không khác nhau nhiều. Em có thể lướt camera để quý anh chị có thể nhìn. Đó,
Cảm giác như là cái tấm cúc của cái bộ bên rẻ tiền hơn thì như cái cánh cúc nó còn bung hơn đúng không ạ? Cảm giác nó còn mỏng, nó còn bung hơn. Đó, đây là em sẽ là quay vào cảnh cúc. Cúc thì nó không có khác nhau nhiều nên là em cũng không có những gì để nói nhiều cả. À đây ok. Ok, đó là cái phần mỏng núi á. Mỏng núi thì công nhận là cái bộ đắt tiền của mình thì nhìn cái phần mỏng núi nó cực kỳ đẹp. Mọi người nhìn thấy không ạ? Nhìn cái phần mỏng núi nó rất là, tức là nó nhất rất là mềm mại, nó cực kỳ sắc sảo nhưng nó vẫn mềm mại. Và đây là mỏng núi bên này. Ok, vẫn khá là ok đúng không? Tức cái tấm này của mình nó không có khác nhau nhiều thì em xin phép là em sẽ quay thôi. Quay thôi để quý anh chị tự cảm nhận nhé. Vâng, và tiếp theo đây là hai tấm trúc ạ. Hai tấm trúc này thì em cũng thấy là cũng không khác nhau nhiều lắm. Tuy nhiên là mọi người có thể nhìn thấy cái cánh đó, những cái tán trúc bên cái bộ đắt tiền hơn của mình ạ, nó sẽ xum xuê hơn và cái lá trúc của mình nó to hơn, tạo cái cảm giác là cây trúc của mình trông nó đẹp hơn đúng không ạ? Đấy là cái cảm nhận đánh giá của em. Còn cái này thì sẽ tùy theo đánh giá của mỗi người đó. Tuy nhiên thì hình ảnh bên này thì em lại cảm giác là có một cái độ gì đó nó rất là mảnh và mềm đó. Còn bên này thì trông cái cây trúc nó cực kỳ là trường trạo vững chãi đó. Đây, và lại một cái điểm nữa, nó là cái điểm mỏng núi. Mỏng núi thì bên cái bộ đắt tiền hơn thực sự là em không thể chê được. Mỏng núi của nó rất đẹp, cực kỳ mềm nhưng cũng cực kỳ là sắc. Còn đây là mỏng núi bên này ạ, cũng cực kỳ là sống động đó. Em sẽ quay camera như này để quý anh chị có thể là tự đưa ra cái đánh giá của mình nhé. Ok, bởi vì em sẽ nhận xét những cái tấm nào mà nó khác nhau nhiều thì em sẽ nhận xét đó. Dạ vâng, và cảnh cuối cùng là cảnh mai ạ. Cảnh mai này có lẽ lại cũng có khá nhiều điểm để nói đúng không nhỉ? Đó. Ok, đầu tiên đó là mọi đây. Mọi nhìn người nhìn thấy cái phần hoa đi nhỉ? Phần hoa đi ạ. Một bên thì hoa của mình nó cực kỳ là gọi là bộ đắt tiền hơn. Thì hoa nó rất là dày. Nó dày hoa. Còn đây là đây mọi người nhìn thấy không? Hoa nó cực kỳ là kiểu dày hoa dày cảnh. Còn bên này của mình thì cảm giác là cái hoa của mình nó sẽ thưa thớt hơn. Đó. Về cái dáng bonsai của cả hai cây thì cái này thì anh chị có thể là quay như này, anh chị có thể là tự đưa ra cái cảm nhận đánh giá là cái bộ đắt tiền hơn của mình thì chắc chắn là cái dáng bonsai nó cảm giác nó đẹp hơn đúng không ạ? Nó đẹp hơn, đấy là theo cảm nhận của cá nhân em. Được chưa? Và em sẽ quay kỹ lại để mọi người có thể nhìn ra cái đôi chim bách điểu bên dưới này. Mọi người thấy không ạ? Tức là nhìn cái đôi chim ở bộ đắt tiền hơn của mình này. Mọi người thấy không? Tức là cái đuôi chim nó cực kỳ dài. Nó rất dài, nó dài hơn cái bộ này đúng không ạ? Tuy nhiên bộ bên này của mình thì con chim của mình nó lại được tỉa vẩy khá là nhiều. Đó thì cái này nó sẽ tùy theo sở thích của cái quý anh chị nhá. Nhìn con chim bên này cái dáng chim nó cực kỳ đẹp, nó rất là dài luôn. Đây, tiếp theo là cái phần mỏng núi mỏng đất bên dưới. Thì là cũng như các cái bộ trước là bộ bên này luôn luôn là cái phần mỏng đất của mình. Nó được gọt tỉa nó cực kỳ sâu và nó tạo thành các cái tầng lớp cực kỳ sâu nhưng vẫn mềm mại. Còn những cái bộ này của mình sẽ là những cái điểm nét đục nó sẽ sâu hơn, nó sẽ đơn sâu hơn. Tuy nhiên mình vẫn có thể tạo được cái những cái phần đất phân cách nhau đó. Còn về đi chi tiết về phần rễ này, phần rễ thì bên này cảm giác là cái rễ cây của mình nó còn hoằm mố hơn cả bên kia cơ đó. Đây, còn bên này của mình là tạo một cái dáng đó. Cái dáng này thì chỉ là những cái cây mai cực kỳ già luôn mới có được cái dáng như thế này. Những cây mai phải chắc là phải trên trăm tuổi mới có được những cái dáng như cái của cái bộ này đó. Thấy chưa? Đó, và kể toàn bộ những cái phần chim của bên bộ rẻ tiền hơn thì em thấy là con chim nào cũng được đánh vẩy rất là nhiều. Tuy nhiên chim bên này của mình sẽ nó ít được đánh vẩy hơn. Đây, nhưng mà nhìn trông nó cực kỳ đẹp và cái dáng chim nó rất là đẹp luôn đúng không ạ? Đó, mọi người có thể thấy là đây là những cái điểm khác nhau căn bản, cơ bản mà em có thể là chỉ ra cho quý anh chị. Còn ngoài ra thì em sẽ quay rất kỹ để quý anh chị có thể làm ngắm để có thể tự đưa ra những cái đánh giá của mình anh chị nhá. Dạ vâng, vừa rồi là em đã làm một video là cực kỳ là kỹ về hai cái bộ tứ quý này để quý anh chị có thể là tự đưa ra cái quyết định của mình đúng chưa, là mình có nên bỏ ra 4 triệu để chọn bộ tranh bên này hay mình chọn bộ tranh bên này. Thì cái này nó sẽ tùy theo đánh giá của mỗi người. Còn riêng đối với cá nhân em, nếu để cho em chọn một bộ tranh đẹp và kinh tế thì em sẽ chọn bộ bên này. Em khẳng định là em sẽ chọn bộ tranh này vì bộ này cực kỳ đẹp nhưng mà lại rất kinh tế. Nhưng để cho em chọn mà trong cái trường hợp mà em không cần quan tâm đến giá thì em sẽ chọn ngay bộ này. Bởi vì thứ nhất là nhìn nó quá đẹp và các cái nét đục của nó là cực kỳ sắc cũng như là cực kỳ là mềm mại. Đây, tại sao là cái bộ tranh này của mình cái tiền công nó lại chênh nhau đến 4 triệu một bộ, thì em vừa làm cái video để phân tích cho quý anh chị.
Còn cái quyết định cuối cùng thì sẽ phụ thuộc vào quý anh chị cũng như là cái điều kiện kinh tế của mình. Và chúc anh chị là có thể chọn được một cái bộ tranh từ quý phù hợp với yêu cầu cũng như là với gia đình. Vâng, em cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe cái video. Vâng, xin cảm ơn ạ.